Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đức Hà Review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phụ kiện này rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta nhé. Trên kênh YouTube của mình có review một cái bình lọc nước uống liền. Và cũng có rất nhiều bạn comment hỏi mình là mua cái bộ lọc thay thế ở đâu. Và hôm nay mình cũng đã đặt hàng trên Lazada bộ phụ kiện thay thế cho bình lọc nước. Và bây giờ mình và các bạn sẽ đi chi tiết vào sản phẩm như thế nào nhé. Đây là bộ phụ kiện thay thế gồm có đốt khoáng, lõi lọc 5 tầng và nấm sứ tím. Số tiền thu hộ của mình 118.000. Cái đây mình đặt trên Lazada nha. Đây được đóng gói rất chi là đơn giản trong một cái hộp này này. Đây là một cái ba, đây là combo ba phụ kiện này giúp ta thay thế cái màng sứ lọc và cái lõi lọc 5 tầng và cái đó khoáng. Khi trong thời gian chúng ta sử dụng lâu thì cái đó nó sẽ dơ hoặc là nó không còn gọi là không còn hạn sử dụng nữa, là chúng ta phải mua cái này về thay thế nhé. Rồi mình sẽ đi mở hộp này ra cho các bạn xem nó như thế nào. Đây được đóng gói rất là kỹ. Đây là đốt khoáng và đây là lõi lọc. Đây là ba sản phẩm của chúng ta nha. Đây là một cái đốt khoáng nha, được đóng gói rất chi là kỹ nha. Mình sẽ mở ra các bạn xem. Đây là đốt khoáng nha các bạn. Cái ngòi này được làm bằng nhựa nha. Ở trong này có những viên đá này. Đốt khoáng này là giúp chúng ta tạo độ khoáng cho nước nha. Độ khoáng, độ ngọt cho nước nha. Đây, nó đơn giản như thế này. Đây, một cái mâm tròn thôi. Trong lòng bằng cái lòng bàn tay của mình nha. Nó có những cái khe để nước nó vào đó trong cái đá này nè các bạn. Đó, rất đơn giản thôi. Và đây là cái lỗ lọc 5 tầng nè. Lõi lọc 5 tầng, mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Đây là lõi lọc 5 tầng nha. Mở cái này ra luôn. Đây là cái lõi lọc 5 tầng của chúng ta nha. Đây là có than hoạt tính nè, đá, sỏi, cát. Nước nó thẩm tháo từ trên này, nó xuống đây, nó qua 5 tầng lọc thì nó giúp cho nước chúng ta nó sạch hơn nha. Đó, bên trong đây các bạn, có sàn đá nè. Cái này là than hoạt tính nè. Cái này thì lắp đặt rất dễ nha. Và đây là một cái màng sứ đây, người ta bọc rất kỹ nè các bạn, trong một cái lớp xốp nè. À, màng sứ người ta đóng gói rất chi là kỹ. Và đây là cái màng sứ lọc của chúng ta này. Trong hộp này toàn chữ nước ngoài thôi. Mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, bên trong đóng gói rất chi là kỹ nha. Đây là cái màng sứ lọc của chúng ta này. Đây là cái sứ này là nó thẩm tháo, nó có những cái lỗ li ti này. Nó thẩm tháo nước vào trong này là nó những cái cặn hay là phèn hay là những cái chất dơ là nó sẽ bám bên ngoài. Và nước khi đi vào trong này là nó sẽ được sạch nha. Và đây là cái van để chúng ta gắn vào này. Và nước nó sẽ đi xuống cái lỗ này. Và nó sẽ xuống đây. Và nó sẽ lọc cho chúng ta nha. Và cái đây là tàu khoáng. Cái này thì lắp ráp cũng rất là đơn giản nha. Đây
đây là xứ lộc của chúng ta. Nhìn chung ba cái phụ kiện này thì cũng rất ok nè, giá rất rẻ nè. Và bây giờ mình sẽ đi lắp ráp thay thế ba cái này cho các bạn xem như thế nào nhé. Đây các bạn có thể thấy là qua thời gian sử dụng thì cái này nó đã dơ nè các bạn. Đó, cái này đã dơ nè. Ở dưới này cũng dơ nè các bạn. Và cái này nó bị gãy nè, mình đã kiếm được một cái mới nè, mình sẽ thay vào nhé. Và cái này thì các bạn tháo ra vệ sinh hết cái này rồi, đây, tháo bỏ cái này nha các bạn, vệ sinh hết cái này thôi. Đơn giản thôi. Và các bạn tiến hành thay cái bộ mới với lại nhé. Sau khi chúng ta vệ sinh cái này sạch sẽ rồi các bạn, và bỏ những cái cũ nha. Và đây là cái ba cái lọc này. Và chúng ta vệ sinh ba cái, một cục sứ này, một cái lỗ lọc 5 tầng này và một cái đốt khoáng này nè. Và chúng ta cứ lắp ráp vào trong cái bình này giống như mình hướng dẫn thôi. Và các bạn sẽ đổ nước vào và các bạn cho lọc cho khoảng một ngày để cho những cái cặn bã như nó ra, các bạn xả ra hết. Và các bạn tiến hành lọc và uống được nha. Và lắp ráp cái này cũng rất đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ đốt khoáng này và các bạn lắp cái này vào trong này thôi, như thế này thôi. Đây là cái lỗ lọc 5 tầng này. Và các bạn gầy cái này chặt vào này, cục sứ này chặt vào cái mảng trên này thôi. Và các bạn đập vào trong này, vừa khớp cái này thôi. Và các bạn đổ nước vào đây, nó sẽ lọc xuống dưới này nha. Và chúng ta mở vòi nước ra đây nha. Đây, đơn giản nha các bạn. Và đây là cái nắp đậy này. Và trên cái nắp đậy này mình có khoan một số lỗ này, là để khi các bạn đậy kín như thế này này là nó sẽ có thoát khí này, là nó sẽ lọc xuống được dưới này nha các bạn, cho nó nhanh nha các bạn. Đây, và link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video, để bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi làm nhé. Chúc các bạn một mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào, hẹn lại bạn những video tiếp theo. Xin chào.